đội xe đạp nữ Bia Qua Xe Bình Dương với hai cu rơ Đinh Thị Như Quỳnh và Bùi Thị Quỳnh với tư cách là đội chủ nhà và luôn mong muốn đạt thành tích cao tại giải. Thầy trò huấn luyện viên Bành Chấn Quyền đã có hai đợt tập huấn trước giải. Giáo án của những ngày tập huấn diễn ra trên chính những cung đường của Bia Qua Xe Cup lần thứ 12. Qua đó giúp các vận động viên làm quen với địa hình và khí hậu ở nơi mình sẽ tranh tài trong những ngày sắp tới. Cũng như những mùa giải trước, chủ nhà Bia Qua Xe Bình Dương năm nay tiếp tục đăng ký hai đội hình thi đấu, đó là đội tuyển Bia Qua Xe Bình Dương và tuyển phân bón Con Voi Bình Dương. Ngoài những cái tên quen thuộc đối với khán giả hâm mộ xe đạp như Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Quỳnh, Bùi Thị Huê hay Trần Tuyết Nương, thì tuyển Bia Qua Xe năm nay còn có sự phục vụ của hai ngoại binh đến từ Nhật Bản là Shoko Kashiki và Miyuko Karami. Đây đều là hai gương mặt quen thuộc đối với người hâm mộ xe đạp tại các giải Bia Qua Xe Cup.